Yo, what's up các bạn, trở lại với vlog của Trung. Thì bữa nay là chúng ta sẽ đi qua một cái phòng gym mà Trung đã quay lên trên vlog một lần cho mấy bạn xem rồi. Thì chắc các mấy bạn đã nhận ra được cái logo này rồi đúng không? Đây là BBC của anh Kelvin Phan. Thì nó viết tắt của Professional Private Coaching, nghĩa là chúng ta sẽ tập one-on-one với lại một người coach của phòng. Thì Trung đã có quay một cái B-roll, một cái video mà hôm khai trương của cái video của cái phòng gym này rồi. Thì Trung sẽ để cái coach ở đây. Thì bữa nay là tại sao chúng ta đi qua đó, thì chúng ta sẽ có một cái video collab tập luyện với lại anh Kelvin Phan, là CEO và cũng là founder của cái PPC này. Thì anh Kelvin có mời Trung sang để quay một cái video và một cái buổi tập. Thì bữa nay chúng ta sẽ là tập tay. Thì cũng rất là lâu rồi, Trung đã biết anh Kelvin rất là lâu và chưa có một cái dịp nào để collab hay là làm một cái video gì đó. Anh Kelvin cũng có cái channel YouTube, thì Trung sẽ để cái link ở dưới phần description ha, phần miêu tả ở dưới cho mấy bạn. Nếu mà mấy bạn nhớ là vô subscribe channel cho anh Kelvin. Thì bữa nay chúng ta và anh Kelvin chắc chắn là sẽ ra những cái video rất là hay ở BBC. Thì bữa nay là chúng ta sẽ tập một cái ngày, đó là cái ngày tay. Theo anh Kelvin nói là chúng ta sẽ tập một cái ngày tay. Thì hôm nay là Trung sẽ vẫn theo những cái tip, những cái cách tập của anh Kelvin. Bởi vì anh Kelvin đã tập rất là lâu rồi, tập khoảng 10 năm đổ lên luôn. Thì rất là nhiều thứ để Trung phải học hỏi. Thì hôm nay Trung sẽ theo anh Kelvin tập tay. Và hy vọng là sẽ có một cái buổi tay rất là pump để quay lên trên YouTube cho mấy bạn xem và chia sẻ được những cái tip rất là hay. Ok, thì bây giờ là hiện tại đang là 2 giờ chiều. Thì bây giờ chúng hẹn anh Kelvin quay lúc 3 giờ chiều. Thì bây giờ Trung sẽ lên trên phòng gym. Ok, peace out. Hey, yo, what's up mọi người. Thì Trung mới gửi xe xong, thì hiện tại là Trung đang đi lên phòng gym của anh Kelvin. Thì nếu các bạn biết thì hôm bữa Trung đã có ghi ở trên cái title là phòng của anh Kelvin là ở số 104 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thì nó ở trong một cái tòa nhà Manhattan đúng không? Thì mình sẽ đi lên trên đó, là đi lên trên lầu 4 hay lầu 5 gì đó, lầu 3, Trung nhớ không lầm là như vậy. Thì đây là một cái private studio, là một cái để mà dạy coaching one on one với lại một PT ở trên. Thì ok, thì bây giờ là Trung sẽ đi lên trên gym. Bây giờ là chúng đang ở trên gym của anh Kelvin. Thì hiện tại là anh Kelvin đang list những cái bài tập. Bữa nay chúng ta sẽ tập ngày tay và sẽ là một buổi tay cực kỳ pump luôn. Đây là anh Kelvin. What's up guys? What's up? Rồi, I'm ready. Lát nữa là Trung sẽ quay chậm chậm lại một chút cho các bạn xem cái bài tập bữa nay ha. Thì ở trên BBC bữa nay có một cái thay đổi về cái format của cái phòng tập bữa nay. Thì như so với cái video cũ Trung mà quay về BBC cái hôm mà khai trương, thì anh Kelvin đã có nhập thêm những cái máy mới và những cái dạng tạ dumbbell ở đây. Nên là tạ dumbbell ở đây rất là mới luôn. Thì và có xếp lại máy móc so với cái bữa đầu tiên. Thì nếu các bạn thấy thì cái đoạn video của bạn Trung mới quay cho các bạn, và cái quỳ bò ở trên kia và rất là đẹp. Và các bạn có thể thấy cái chữ ký của Trung lúc nãy nữa. Đã hỏi Kelvin về sai tay của Kelvin và chia sẻ về những làm cách nào để Kelvin có thể cải thiện được cái vòng tay của mình như thế. Thì hôm nay Kelvin muốn chia sẻ một cái số tiếp trong cái ngày tay của Kelvin, và song song với đó Kelvin có mời về bạn Trung Nguyễn. Yes, Trung Nguyễn. Yo, what's up các bạn? What's up? Thì bữa nay rất là vinh dự khi mà được anh Kelvin mời sang đây collab một cái video tập cái ngày tay với anh Kelvin. Thì về cái buổi video cụ thể thì chắc là Trung sẽ list một cái buổi tập ở đây, tại vì Trung đã quay trước cho các bạn rồi. Thì mấy bạn cứ follow theo Trung với anh Kelvin ha. Nào, hôm nay Kelvin chỉ muốn cháy hết mình trong ngày tay với Trung mà thôi. Let's go. Ok, trước khi mà bắt đầu cái ngày chạy tay bữa nay thì Trung Nhân Keo sẽ có một cái gọi là đo cái bicep trước, đo cái bicep trước xem là sau cái buổi tập bữa nay, superset bữa nay thì nó sẽ tăng bao nhiêu cm cho cái nguyên cái tay của chúng ta luôn, vừa bicep vừa tricep luôn. Sẽ đo trước. Cho Đăng Keo trước nha. Thực sự mà nói thì đây là đề nghị của Trung, cho nên là Keo đã chấp nhận cái challenge này của Trung. Mặc dù biết đó là chắc chắn bicep của mình sẽ không bự bằng Trung đâu. Damn, look at this bro. Không bự nào lên nào, tay nào trái không á. Mình khôn là Trung tay trái. Ok, lên nào. Ok, ở mức 40 hay là 41, em muốn tính 40 hay 41, em tính từ số 0 hay số 0 này là 41 rưỡi. 41 rưỡi. Nha, bây giờ là Trung sẽ đo cho anh Keo xem bàn tay Keo bao nhiêu. Bây giờ bọn mình sẽ coi xe tay của Keo sau bao lâu như vậy thì nó sẽ còn bao nhiêu nha. Ok, của anh Keo là 40 này, 40. Nếu mà bạn quan sát thì bạn sẽ thấy được 40 hơn một chút. Đây, tính từ số 0. Tính từ số 0 ha. Là cỡ 40 này, 40. Hôm nay thì Keo muốn nói sơ qua về những cái bài tập và do Keo và Trung vừa mới suy nghĩ ra và set up dành riêng cho ngày hôm nay thôi. Từ ý kiến của hai anh em, mỗi người sẽ đưa ra một vài bài và nói lý do là tại sao. Và Keo cảm thấy nó cực kỳ hợp lý. Bọn Keo đã quyết định chia ra thành 3 bài thôi, nhưng mà nó sẽ là super set, gồm 3 set và số rep của nó sẽ là từ 12 cho tới 16 phút. Cực kỳ căng luôn nhở. Nhưng không, đó là hypertrophy phase rồi, nó sẽ đưa chúng ta vô hypertrophy phase. Thì cái cặp set đầu tiên là chúng ta sẽ chơi bicep curl với lại superset với lại cái band dips, đây là dips tricep extension. Ok, là cái bài dips mà cái này nó hơi gây confuse các bạn tí. Thì cái bài đó là bài mà tập với cái bench mà tập tay sau. Okay, thì anh Keo có thể giới thiệu cái bài số 2 lý do tại sao mình chọn cái hammer curl. Khi mà Keo thấy á, giống như các bạn có thấy ở đây cũng là tricep pull down, cũng sử dụng rope luôn. Trong cái lúc mà quá trình mà mình tập cable á thì mình có thể squeeze được rất là nhiều. Giống như những cái video trước Keo có chia sẻ với các bạn cái lý do mà khi mà Keo tập cable á, Keo squeeze rất là nhiều. Squeeze thật sự là Keo xuống và lên ra ngoài squeeze rất là nhiều. Và ở đây hai bài cable nó kết hợp với nhau cực kỳ hợp lý. Cả tay trước và tay sau luôn. Cả tay trước và tay sau, đúng rồi. Còn bài cuối cùng là barbell bicep curl. Bài này Keo dành cuối cùng là tại vì bài này là một trong những bài giống như là rất là hardcore, đúng không? Rất là nặng. Nhưng mà sau khi những bài này hết rồi á thì nó sẽ đẩy một cái cường độ để vào cơ của các bạn nhiều hơn nếu mà các bạn có thể trụ lại được. Đúng không? Còn nếu mà các bạn không trụ lại được, các bạn vẫn có thể đẩy bài này lên trên đầu. Nhưng mà đối với những người nào mà họ đã tập lâu rồi và họ có thể chịu được cái volume đó, họ có thể chịu được cái cường độ như thế thì họ có thể đẩy bài này xuống dưới để tăng breakdown cơ hơn. Cũng như hai bài này là hai cái bài mass builder của cả nhóm tay trước và tay sau luôn. Các bạn biết cái bài barbell là cái thanh đòn tập tay trước là rất là classic luôn rồi. Mà skull crusher là tập tay sau với thanh đòn cũng rất là classic luôn. Mà Trung với Keo quyết định là để sau cùng để coi xem là nó cơ sở của hai anh em như thế nào. Tại vì Keo đã nói rồi, hôm nay không chỉ là một ngày tập bình thường mà hôm nay là một challenge do Trung Nguyễn qua BBC và challenge ăn Keo. Ok, let's go. Ok, bây giờ ta sẽ warm up trước, bicep trước rồi nó làm nóng lên. Nãy nữa mấy bạn tập thì nó sẽ không hơn rất là nhiều. Ok, thì một cái tip warm up đó là cứ warm up với lại cái resistance band này ha. Rồi nếu mà làm từ khoảng từ 10 đến 15 rep gì đó. Và một cái pro tip nữa để các bạn đưa máu xuống ở cái bicep này bằng cách là sau khi một cái set, đúng không, các bạn sẽ để cái tay lên đầu như thế này. Đây là một cái tip của Henry Rambo chỉ cho Jeremy Buendia. Thì đây là để cái tip như thế này ha, các bạn sẽ để như vậy thì cái máu nó sẽ dồn xuống dưới bicep rất là nhiều. Có cái để tay lên đầu vậy thôi, như thuộc dầu vậy đó. Cái này thì anh thật sự là anh mới biết đó. Anh thật sự là mới biết và thật sự là Keo và cảm ơn Trung là đã chia sẻ cái tip này. Lúc đó lúc nhớ để tay lên đầu, các bạn nhớ là squeeze cái bicep vô, siết con chuột vô anh. Thì nó sẽ đưa máu xuống rất là nhanh. Thì ở những cái bài đầu của cái bicep á là nó sẽ rất là khó pump cái bicep lên. Thì các bạn thử cái tip này để xem là nó dễ pump hơn cỡ nào ha. Okay. Đúng rồi. Squeeze cái bicep lại, anh hơi squeeze chỗ này là tay thôi, cái tay cao lên, bây giờ cái máu nó dùng. Anh có thể squeeze. Sẽ warm up hả? Em thấy không rồi đó. Nó dồn xuống rồi đó các bạn. Nó dồn xuống. Set đầu tiên 12 đến 16 rep và các bạn sẽ đi từng tay nha. Hiểu không? Em đẩy phần người này. Và bây giờ này em đẩy lên. Đẩy phần người lên. Đúng rồi. Đẩy lên luôn. Thấy chưa? Okay. Xong rồi em để cổ tay ra. Rồi em bắt đầu squeeze. Xong rồi em nhẹ xuống từ từ. Không, giữ nguyên. Tại vì nếu mà em chạy về lại điểm này thì tay bên này nó đã nghỉ rồi. Thì during set, trong quá trình em tập anh không muốn cơ của em đúng không? Xong rồi thì em bẻ nó ra như vậy, giữ ready. Đúng không? Để qua trước, đẩy cổ tay đây. Không, rồi về. Giữ lại rồi đẩy bên kia lên. Đúng nhờ, okay. Đúng rồi, rồi xuống bên kia rồi ok để tránh cho em bị confuse á. Xuống á thì giống như là em đẩy nó ra chứ không phải là cái tay kéo nó xuống. Khi mà em đẩy nó ra á thì em mới control được cái elbow, giữ được cái elbow ngoài này. Còn cái tay nó kéo em xuống này, elbow nó tự động thọc xuống về sau này rồi. Ok rồi, đẩy tự đấy, thấy chưa? Rồi, bây giờ em đẩy ra thì em vẫn giữ được cái elbow nằm ở vị trí đó, đúng không? Lên. Đúng chưa? Giữ ra. Đẩy ra. Đúng rồi. Có nghĩa là em phải spend sức của em over cái quay. Okay. Thì em mới có thể đẩy ra được, đúng không? Tiếp nào. Đẩy ra. Đúng rồi. Tiếp. Đẩy ra. Đúng rồi. Xuống. Đúng rồi, dừng gót chân. Rồi, lên. Thẳng tay ra luôn. Thẳng tay đẩy người tới luôn. Đó. Em đẩy ra tới như này rồi squeeze xuống. Đẩy ra. Thẳng người chút, thẳng người xuống co. Tay đúng giờ lên. Squeeze đi. Rồi xuống liền. Ok. Đó là lý do mà em sẽ ăn điểm từ cái rep thứ 2 luôn. Chứ không phải là như nhiều khi em sẽ bơm thiệt là nhanh cho tới rep 12 rồi nó mới bắt đầu vào tới cái mức 10 điểm. Anh nói ví dụ như nôm na như thế là em hiểu đúng không? Các bạn có thể thấy anh Kheo đã áp dụng cái tip lúc nãy mà anh Kheo mới hướng dẫn chung xong. Thì theo như chú nhớ được nha, nghĩa là lúc mà lên các bạn sẽ bẻ cổ tay ra và squeeze lại trên đỉnh như thế này 1 giây. Và sau đó là sẽ nhả theo cái chiều của cái cục dumbbell. Và các bạn sẽ nhớ giữ ghi lại nha, và cho nó rớt theo cái chiều cục tạ luôn. Nhớ, và phải ghi nó lại, đưa nó ra ghi nó lại. Ok, còn ở cái bài tricep bandit này thì có một cái ghi các bạn cần phải nhớ, đó là lúc các bạn lên các bạn phải squeeze lại ở trên đỉnh. Thì cái này như là cái temple đó, nó như cái giáo án temple mà chúng tôi giới thiệu với bạn rồi. Thì các bạn sẽ squeeze lại ở đây. Lúc xuống bạn có thể xuống ngang và nhưng mà ở trên top các bạn phải squeeze lại, squeeze cái tricep lại. Bây giờ cái bài này là chúng ta sẽ tập cái outer bicep, là cái má ngoài của cái tay trước. Thì đây là cái bài rope hammer curl. Sau đi bicep nhân cho 12 đến 16 rep. Lúc mà lên các bạn nhớ phải squeeze lại. Thì nó sẽ ăn cái phần má ngoài ở đây. Phần má ngoài của cái bicep. Rồi, lên luôn. Bạn phải squeeze cái tay sau lại. Có một cái tip rất là nhỏ để bạn có thể squeeze được cái phần tay sau này, cái long head ở đằng sau thì các bạn phải xoay cái cổ tay ra, xoay cái cổ tay của này ra. Như anh Kheo đang xoay, nó xoay cái cổ tay này ra thì nó sẽ tác động vào cái long head ở đây, cái tay sau đằng sau này. Bây giờ tiếp theo sẽ là bài barbell curl, là một bài rất là nó giống như một bài compound vậy đó, là tập chơi bicep. Thì bài này là đi 12 đến 16 rep nha anh Kheo, nhớ là 12 đến 16 rep nha, nhớ là 12. Ok rồi, này anh Kheo có hơi đi tempo một chút, là lên squat lại ở trên top, sau đó là nhả xuống hơi từ từ một chút, khoảng 2-3 giây nhả eccentric, nhả và squeeze ở lại là 1 đến 2 giây, 1 giây rồi. Đây là bài skull crusher với lại cái cây easy bar, sức mình xét với bài lúc nãy nha. Up. Heavy as fuck. Gosh. Kết thúc buổi tập ngày hôm nay thì Keo và Trung sẽ coi thử size tay của hai đứa sau khi hai nó sẽ lên được bao nhiêu nút. Thì nhớ trong cái khoảng đầu tiên thì anh là bao nhiêu ta? Anh là 40,5 đi, em không được mất của anh 40,5 cm. Ok. Ok, còn Chung là 41,5. Giờ mình chúng ta sẽ đo xem là sau buổi tập cái tay chúng ta lên được bao nhiêu cm. Vậy to quá. 43. Em hôm lên được 1.5 đúng không? 1.5. Từ... đây là số 0, nó ngang với vạch số 3 ha. 43 cm. Sau khi là không tay của anh hồi xưa khi anh còn 82 kg. 82 kg, còn bây giờ anh đang 72 kg. Rồi mất 10 kg. Mất 10 kg đất luôn 3 cm tay. Đây này, rồi cái quỳ này. Rồi, giữa đây. Không được ăn gian cm nào của Keo nha. Không được ăn gian nha. Nó là 42 cm. 42 cm, nghĩa là cũng lên 1.5. Đúng rồi, okay. Tức hai anh em đều lên 1.5. Đúng là hai anh em tập trung một bài, tập trung một bài lên 1.5 cm. Hai anh em thì riêng về Chung thì Chung cảm thấy sau buổi tập ngày hôm nay thì em cảm thấy như thế nào? Buổi tập với anh Kheo thì chắc chắn là nó phải nhiệt rồi, và còn một cái phương pháp tập mà gọi là superset thì chưa bao giờ làm thất vọng Chung với anh Kheo, bởi vì superset nó là một cái thứ gì đó rất là giết người luôn. Nó tập 2 bài cùng một lúc, thậm chí là cái tricep nghĩa là 3 bài cùng một lúc luôn, thì nó rất là kinh khủng. Nên là những cái phương pháp tập đó chưa bao giờ làm cho Trung Nguyen Kheo thất vọng về nó, tại vì nó đã chứng minh là chỉ sau tầm 45 phút cho tới 1 tiếng tập thôi của hai anh em mà hai thằng đã lên được 1.5 cm luôn. Yeah. Thì mấy bạn đừng có hiểu nhầm giữa là tập hôm lên sau rồi mới đo như vậy nó sẽ không chính xác. Nhưng mà ở đây Trung Nguyen Kheo cũng chứng minh rằng là cái phương pháp đó nó gọi là nó bơm máu vào cái cơ chúng ta nhiều như thế nào, nó làm cho cái cơ chúng ta bự lên rất là nhiều như thế nào. Chứ không phải ở đây là chúng ta tập bự lên xong rồi xem bao nhiêu cm, tại vì lát nữa Chung đi tắm xong thì lát nữa ra đo lại chắc chắn nó sẽ chỉ nhỉnh hơn cái số cũ một chút sau thôi. Bây giờ là các bạn Chung đo là 41 cm, 41,5 đúng không, thì nó cầm nó là 42 hơn một xíu thôi. Rồi về nhà nó sẽ này nọ, nó sẽ nguội đi. Nhưng mà cái việc mà Chung nói đây nghĩa là cái superset nó giúp cái buổi tập chúng ta bơm máu nhiều như thế nào vào trong cái bicep và cái tricep của chúng ta. Ok, vậy là video ngày hôm nay đã kết thúc. Thì Keo và Chung rất là cảm ơn mọi người đã xem video, và hãy đừng quên là like video, chia sẻ video này nếu các bạn cảm thấy thích, và rất là quan trọng là hãy ủng hộ Chung và Keo để trong tương lai Chung và Keo có thể phối hợp với nhau làm ra được nhiều video hay hơn nữa. Đó là bằng cách là hãy subscribe Trung Nguyễn channel và Kelvin Phan channel. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở trong video tiếp theo nhé. Ok, thì các bạn nhớ là subscribe cho channel của anh Kelvin, và Chung sẽ bỏ cái link ở dưới phần description box như Chung nói lúc nãy. Và ok, peace out. Ok, sau khi cái buổi tập ngày thay superset với anh Keo cực kỳ pump thì bây giờ Trung sẽ uống một cái scoop whey ở đây, lắc lên scoop whey, và sau đó là Trung sẽ ăn một cái meal của MyChef ở đây. Bạn có thấy được đây là MyChef, thì đây là trong này là có thịt gà. Thì MyChef là một cái brand về fit meal mới có, và Trung cũng sẽ sắp giới thiệu đến mấy bạn ở trong những cái video sau. Mà khoan, Trung chưa nói đến đây, vì ở đây là tiệm sau khi tập và Trung có ở đây để ăn. Thì ở trong tủ lạnh của PPC đã có sẵn, thì đồng thời nó là đồng nghĩa với việc đó là MyChef cũng cổ thuộc của BBC luôn. Thì đây sẽ là một cái brand mà Trung sẽ giới thiệu đến mấy bạn rất là sớm, và nó có những gì đặc biệt thì Trung sẽ nói trong những cái video sau. Này là sẽ có gà, các bạn có thể thấy gà, và đây là broccoli là bông cải nè, và có những cái rau khác, có cả khoai tây, cà rốt ở đây. Ok, thì bây giờ là Chúng sẽ hâm cái mì lên để ăn, rồi Chúng sẽ giới thiệu với bạn sau về MyChef kỹ hơn. Hey, what's up các bạn? Thì tuần qua giờ Chúng mới có dịp ngồi xuống để cảm ơn mấy bạn là đã xem video của Trung với lại anh Keo ngày hôm qua collab với nhau. Thì đó là một cái buổi ngày Tây rất là pump của Trung với anh Keo luôn. Thì thật sự rất là vui khi mà được anh Keo mời quay một cái video chung như vậy, collab chung như vậy. Thì từ bữa giờ là Trung đã collab được với anh Dầu, và anh Keo là một trong rất là nhiều người có nhiều kinh nghiệm tập luyện trong cái fitness này. Thì anh Dầu cũng đã tập luyện được hơn 7 năm rồi, anh Keo thì cũng đã hơn 10 năm rồi, là những người có rất là giàu kinh nghiệm trong cái việc tập luyện dinh dưỡng này nọ. Và Trung thực sự rất là muốn để học hỏi những người như vậy, nên là đó là một cái cơ hội mà Trung học hỏi để sau này Trung có thể có nhiều kiến thức hơn để chia sẻ với tất cả mọi người ở trên channel của Trung. Cảm ơn mấy bạn đã xem video collab của Trung và anh Keo. Thì nhớ like, share cái video này, và nhớ là ấn subscribe cho cả channel của anh Keo nữa nha, và cả channel của Trung nữa. Và peace out.